Alo, Lisa kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ bảy, 15 tây tháng 7 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 194 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn hãy lắng nghe một ca khúc nha. Chào mọi người, chào các bạn thân mến. Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời hát những lời ca tôi đòi đã mòn hơi, nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua, nghe bao nhiêu bạn có bên kia hoang mang cúi đầu. Chờ mong thượng đế cho đồng bào tôi thở nấc những hơi tàn anh buông thõng bàn tay hết trước lầm than, đêm khuya đi dày má mây thêm hay mang xe đều kiếm cơm ăn thân cháu kêu cày bên lũ hương nhan, một địa cầu mới hay mọc lên bài ca tranh đấu với ra đời, một nền hòa bình đứng biến mau đến cùng người, một đoàn người mới hay cùng lên bài ca tranh đấu với bàn dân, và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương. Cho một nhà sư bị nhốt giữa sân chùa quân phát tình thương nay thành kẻ tội nhơ, xin cho linh mục bớt oan khiên đưa cha ra tòa tôi liên miên vung tay bịt miệng không cho phản đối, cho người Tây Nguyên bị cấm giữa núi rừng thành giá oan vai thay vui đã công lên chọc buôn yên câu kinh, công an bộ đội quân xung quanh mang thân điêu tàn chạy trốn từng đêm, một địa cầu mới hay mọc lên bài ca tình đau hay ra đời, một nền hòa bình vinh viễn mau đến cùng người, một đoàn người mới hay cùng lên bài ca trên gửi cho chị cái bài nhạc của em sao mà nghe nó không có, nó không có hay, nó không có hùng hồn. Để chị cho em nghe bài này nè, hùng hồn nè. Chào các bạn nha, chào quý vị nha. Phá rồi thấy không? Thôi. Mai mốt Lisa trực tiếp đi qua bên YouTube luôn nha các bạn. Thôi, chúng ta trở vào chương trình đi. Chúng ta trở vào chương trình. Chị Lisa ơi, chị Lisa, chị yêu ơi là chị yêu. Phép màu của chị tụng kinh quá vi diệu thập thâm. Ngày hôm qua thì làm cho trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang của đảng đĩ trái phần phật. Thì ngày hôm nay em báo cho chị một cái bản tin, đó là thằng khốn nạn Thượng Quý Nguyễn Hoàng Đỉnh đã tử vong tại chỗ, bị xe đụng vỡ sọ ra chị ơi. Theo thông tin ban đầu trưa 13 tháng 7,
người Phan Vũ Đệ 30 tuổi ngụ ở huyện Phước Long, Bạc Liêu đã điều khiển xe ô tô tải mang biển số 69C00487 chạy từ hướng thành phố Cà Mau đi về huyện Cái Nước. Khi đến ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, ô tô tải đã bắt đầu tông vào xe máy biển số 69N10434 46 do Thượng úy Nguyễn Hoàng Đỉnh chỉ mới vừa tròn 29 tuổi, cán bộ công an huyện Trần Văn Thời đã điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú tông này khiến cho Thượng úy Nguyễn Hoàng Đỉnh đã tử vong tại chỗ và đầu vỡ sọ ra tung tóe. Chị ơi là chị, nhìn thấy ghê quá chị ơi. Ở đây, vỡ sọ đầu ra, chết tại chỗ luôn. Cảm ơn em nha. Em gửi cho chị một cái hình mà vỡ sọ ra như vậy. Phải vậy đó chứ sao. Phải vậy vậy mới được nha. Chị ơi, thằng công an nó chết, nó để lại, bắt đầu là kêu bằng vợ nó với con nó, gia đình khóc quá trời khóc chị ơi. Ai ai ở xóm em người ta cũng đồn rằng là Lisa tụng kinh linh thiệt, thằng khốn nạn này đã đi về chầu Diêm Đế rồi. Mấy cái lũ cuồng hồ cuồng đảng vô trong đây để mà chửi chị Lisa, nhưng mà rốt cuộc rồi thấy rõ ràng chưa, nó hiệu nghiệm cỡ nào nha. Nó hiệu nghiệm cỡ nào. À quên, cảm ơn em gái tặng cho chị một cái chậu bông. Em gái này chị biết, em gái rất là dễ thương. Bông kia vừa tàn là gửi bông nụ này tới chuẩn bị nở ra. Các bạn hãy tặng một cành bông cho em gái Alexander nha. Hết vụ thằng chó công an Cà Mau chết, rồi tới thằng chồng của con phó chủ tịch xã chém nó chị ơi. Trời ơi là trời, tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Hai thằng kiểm lâm tên là Ngô Thành Long 50 tuổi và thằng Phạm Thanh Thạch 33 tuổi đang chở nhau qua khu vực dốc đá tự nhiên mất thắng, lao vô vách trắng ở bên trái đường, chết tươi tại chỗ luôn kìa chị. Cô hồn nó nhập mày đó, cho mày chết nha. Bây giờ chị tụng tới thằng Đinh Thế Huynh cũng bị ung thư, đi Nhật chữa trị luôn kìa chị ơi là chị. Ồ, tin vui nha. Anh Đinh Thế Huynh đã đi qua bên Nhật để mà trị bệnh về ung thư, chắc bị phóng xạ rồi. Con chó này cũng là tình báo Hoa Nam, coi chừng trong nội bộ của nó thuốc chết chứ không phải là bị ung thư đâu. Nghe chưa? Các em nên nhớ kỹ như vậy. Trời ơi chị ơi, con quỷ cái nó tên là Lê Mai Trang, phó chủ tịch quận Thanh Xuân ở Hà Nội. Nó đi ăn bún mà nó đậu xe ngay lối đi công cộng, rồi nó bị người ta nhắc nhở, nó gọi chủ tịch phường với lũ công an ra canh xe cho nó ăn. Xong rồi người dân người ta bức xúc, người ta kêu công an bắt người ta xin lỗi nữa kìa chị. Ở Việt Nam là nó như vậy. Ở Việt Nam là nó khốn nạn là như vậy. Chết tại chỗ. Cảm ơn em đã đưa cho chị nhiều cái thông tin nha. Rất là hay. Những cái thông tin mà vấn đề là chết bắt bắt kỳ tử như vậy chị rất là vui. Chị rất là vui nha. Chị ơi là chị Lisa. Tướng Vịnh nói thêm, quân đội chúng ta trước đây lúc nhiều nhất có 305 doanh nghiệp, nhưng mà bây giờ rút xuống còn có 88 doanh nghiệp. Trong đề án quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo với chính phủ, tới đây chỉ còn có 17 doanh nghiệp mà thôi. Trong xu thuế chung, đến năm 2025 sẽ chỉ còn khoảng 110 doanh nghiệp, 100% là vốn của đảng Đĩ. Thì con số 17 doanh nghiệp của quân đội hiện bây giờ tướng Vịnh kêu là hợp lý đó chị. Tụi bay đó, cái lũ quân đội tụi bay đó, cái việc theo tụi bay đó, tụi bay đó muốn có khách hàng đó, tụi bay muốn cạnh tranh là tụi bay bớt xúc giật lại đi nha.
Lisa nghe một số người vào lên cái mạng Việt theo vô coi cái hình mà Lisa để con chó ỉa trên mặt của Hồ Chí Minh ở Việt Nam không nhìn thấy. Hay là tại cái em này không biết chắc chọc chị, hay là cái em này mù lòa về thông tin. Chứ chị nghĩ chắc chị đăng cái hình lên vậy ở Việt Nam mọi người đều thấy mà. Tại sao em không thấy? Chắc là em dốt về vi tính cho nên cái lũ đảng đỉ bắt đầu nó đè em, nó chặn em mẹ nó rồi. Chứ mấy đứa mà trẻ tuổi ở Việt Nam làm gì mà chặn được nó. Nó sẵn sàng, nó vô, nó coi, nó thấy hình chó ỉa. Ngay cả con khùng, con ngục mà vấn đề là Thái Ngọc Nhiên, nó còn thấy chị cho bác của nó ăn cứt chó. Hôm qua nó qua bên kia, nó trù tréo ở bên kia kìa. Rồi cái bắt đầu nó ngồi, nó nói một hồi không còn đề tài. Bắt đầu nó ngồi, nó nói chuyện xàm. Bắt đầu là muốn cầm hạt thị. Để nói, những thành phần này chị không cần phải chửi. Nhưng mà các em đừng có đi vào cái lũ súc vật này nha. Trừ khi nào nó cho mọi người vào comment để chửi con ngựa này thì mọi người đi vào. Còn nó không cho vào chửi thì đừng dạy gì mà đi vào. Để cho nó ngồi không, nó ngồi nó sủa như một con khùng. Cho vào, vào chửi, chửi xong rồi đi ra. Chỉ vậy thôi. Nó cho vào thì cứ chạy vào nó đi, chạy vào ngoài trời. Tất cả những cái lũ khốn nạn của tụi mày, tụi bay anh hùng, tụi bay hãy mở comment ra cho mọi người vào. Còn tụi bay mà quen cái thói mất dạy như thằng đảng đỉ mà không cho ai vào, tụi bay sợ người ta chửi cha mắng con gái mẹ mày, thì đừng bao giờ mà những đây là lên livestream. Tao nhắn tới cao tàng cố tổ con ngựa Thái Ngọc Nhiên nha, cái con mà không bờ không bụi, con không những này là kêu bằng là con bờ con bụi, con trụi lông tơ, con không hồ sơ, con không quốc tịch. Con thả chiếu trôi lên, thả diều trôi xuống, ăn cơm miệng dùa, uống nước đường mương, đồ cái thứ đầu bò, ốc chó, não lợn, trình độ thì lùng, kiến thức thì kém. Mà mày đặt lên đây live stream, mày like con gái mày à, mày chứ mày like. Tao đào mộ tiên nhân tổ đường 36 họ cha 33 họ mẹ của mày. Tao đào mộ tới đảng đỉ cộng sản, tao đào mộ tới tiên nhân tổ đường thằng Hồ Quang ở bên Tàu. Chứ còn cái hạng cái giọng dòng họ của mày tao không thèm nói chuyện tới. Dòng họ của mày á tao ỉa trên bàn thờ. Dòng họ mà ngục mà lai sanh ra mày là Thái Ngọc Nhiên, tao ỉa trên bàn thờ. Mày hiểu không? Ngựa khốn nạn. Tao đâu cần chửi mày. Tao để cho mấy em của tao, để cho mọi người ta chửi mày. Tao đâu cần phải chửi mày làm gì nhé. Cô Lisa ơi, con mới có 14 tuổi thôi cô ạ. Nhưng con mong chế độ đảng đỉ này sụp đổ từng giây, từng phút, từng ngày cô ơi. Con đã thấy rất rõ khi nghe chương trình của cô. Con thấy đảng đỉ còn tồn tại thì người dân Việt Nam của mình rất là khổ đau và đau khổ. Và cuối cùng thì cũng làm nô lệ cho Tàu Cộng thôi cô ạ. Người dân của mình nhát quá cô ạ. Không dám đứng lên mà đấu tranh. Hít. Con buồn lắm cô ơi. Cảm ơn cô. Lần sau con gửi tin nhắn cho cô hãy nên viết tiếng Việt Nam của mình đàng hoàng. Chứ người dân mình là con ghi chữ mình nó là chữ M, là chữ Y ngắn, là chữ K. Cô nhiều khi mai là cô xì tin dâu, cô chạy theo thời trang cô mới đọc ra được. Chứ nếu mà nó là cô mà không có chạy theo xì tin dâu thì cô đâu có đọc được cái chữ ra vậy đâu. Con ghi là cuối cùng thì người dân mình cũng, chữ cũng là con ghi chữ C, rồi chữ U, rồi chữ S, xe bò, là cái đó là chữ cũng. Rồi làm nô lệ thì con ghi chữ L với chữ M không sao cô đọc. Cho nên con ghi như vậy mà cô đọc được, đó là cô thấy cô hay không? Cho nên tập ghi tiếng Việt Nam cho nó đàng hoàng lại nha. Cô biết là con 14 tuổi, 13 tuổi, bởi vì con viết, con chát những cái dòng xin dâu này là cô biết rồi nha. Hả? Cuối cùng người dân của mình, chữ mình thì con viết chữ M, chữ Y ngắn với chữ K. Hả? Rồi còn chữ đứng thì con ghi là chữ D, chữ Ư với ra chữ N thôi. Con viết tắt như vậy đó. Con viết là chữ xin dâu như đó. Mai là cô cũng cập nhật đó, cho nên cô đọc được hết. Tại vì cô đã qua một khóa mà cô dợt cái vấn đề là kêu bằng là xì tin dâu rồi. Cho nên nó viết với nhau nó không phải viết tắt vậy. Nó viết bằng ký hiệu không à. Thí dụ như là chữ E là số 3, rồi chữ A là số 4, rồi kia đó là cô còn đọc được những cái từ đó nữa. Cho nên thôi, con viết lại tiếng vấn đề là kêu bằng Việt Nam của mình đi nha. Tập cho nó quen con. Lisa, những này là đọc cho các bạn nghe.
Chị Lisa ơi là chị Lisa. Tổng kết đốt sạch trong ba sạch ở Hà Nội. Trong cuộc làm việc với cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội vào ngày 15 tháng 7 năm 2017, ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thổ lộ là trong 6 tháng đầu năm 2017, chỉ tại một mình thành phố Hà Nội đã xảy ra hơn 447 vụ cháy. Thiệt hại tài sản bị đốt phá ước tính ít nhất là trên 300 tỷ đồng tiền của hồ tạch. Chưa tính các thiệt hại hậu quả do các vụ cháy gây nên sau đó. Những thiệt hại này nó còn nặng nề hơn cả ngàn tỷ đồng mà không ai có thể tránh hay là ước lượng chính xác được cả. Ông Hoàng Trung Hải đã ra chỉ thị yêu cầu phòng cảnh sát phải cháy cho cháy ở Hà Nội phải kiểm tra gắt gao hơn nữa đối với hơn 2.000 điểm kinh doanh xăng dầu hóa chất trên địa bàn. Nó càng kêu kiểm tra gắt gao trên 2.000 cây xăng dầu ở Hà Nội thì tiếp tục các em phóng hỏa cho chị. 2.000 điểm kinh doanh xăng dầu ở trên thành phố Hà Nội hãy nên cho đốt sạch cho chị. Chị Lisa ơi, đốt sạch xe giường ở trên quốc lộ 7 chị. Vào khoảng 13 giờ 15 phút hôm nay ngày 15 tây tháng 7 2017, một chiếc xe khách của công ty nhà xe Lam Hồng đang đi tuyến đường Còn Cuông Sài Gòn đã bị đốt thiêu rụi. Đợi tới lúc tất cả mọi hành khách xuống xe để ăn trưa, khi chắc chắn không còn người nào ở trên xe, chiến dịch ba sạch của chị đã được thực hiện. Ngọn lửa đã được bất ngờ bốc cháy từ phía đầu mái xe và đã nhanh chóng lan rộng ra dữ dội, thiêu rụi toàn bộ chiếc xe. Những em nào mà thực hiện trong vụ này rất là hay. Hãy nên đi những xe giường nằm như vậy rồi bắt đầu giả bộ làm hành khách, tốn một cái vé xe giường nằm lên, đốt sạch những xe giường nằm này cho chị. Bởi vì những cái thằng, những cái con chủ xe giường nằm toàn là con ông cháu cha, toàn là lũ đảng đĩ nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, ba sạch của chị đã lên ngôi cháy lớn ở tại Phan Thiết rạng sáng ngày 15 tháng 7 tại sông Cà Ti, cảng cá Phan Thiết, Bình Thuận. Một tiếng nổ lớn phát ra long trời lở đất từ tàu cá lớn mang số hiệu BTX 99405 đang neo đậu trên sông. Sau đó là một ngọn lửa hồng đã bốc cháy lên dữ dội. Gần hơn 20 phút sau khi nhận được tin báo, đội phải cháy cho cháy và cứu hộ cứu nạn của công an tỉnh Bình Thuận mới thông thả ung dung từ tốn điều 4 xe chữa cháy đến hiện trường để ung dung chữa cháy một cách rất là chuyên nghiệp. Bởi vậy khi đến nơi thì ngọn lửa đã thiêu rụi cả một con tàu và đang lan ra tiếp tục đốt luôn con tàu thứ hai. Dưới sự trợ giúp chuyên nghiệp văn minh số 1 của cơ quan phải cháy cho cháy, mà đặc biệt chỉ có ở dưới chế độ cộng sản ở Việt Nam mình thôi, cho nên chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa đã tiêu sạch hoàn toàn hết hai con tàu cá này rồi đó chị. Phải làm như vậy để xem coi thằng chó đẻ trọng lũ nó như thế nào, coi thằng trọng lũ nó như thế nào. Chị nói thiệt, chưa có thời đại nào mà ở Việt Nam người dân mình bị hoang mang như thế này. Chắc chắn thằng chó đẻ Nguyễn Phú Trọng, gia phả của mày sẽ được đưa vào lịch sử Việt Nam. Không phải đưa vào là tài giỏi, mà đưa vào là tội bán nước Việt Nam. Chưa có thời đại nào mà dân tộc Việt Nam lầm than như là thằng chó đẻ Trọng Lũ bây giờ lên ngôi cả. Kể cả thằng chó đẻ là thằng Lê Dũng ngăn sông cấm chợ cũng chưa bao giờ nhục nhã mất đất mất biển mà con dân chết như vậy. Chỉ có thằng chó đẻ Trọng Lũ này nó lên nó cầm quyền thì đất nước Việt Nam bây giờ nó đã thê thảm như vậy, các bạn thấy rồi.
Sắp tới đây Lisa nhận được một cái tin là Tàu Cộng nó sẽ ráo riết để nó đem hàng độc qua Việt Nam. Tất cả những người nào ở tại Việt Nam hãy đề cao cảnh giác, coi chừng cái mạng của mình. Coi chừng cái mạng của mình. Nha. Thật là mỉa mai cho các tập đoàn lãnh đạo đảng đĩ chị Lisa. Từ trên xuống dưới đều sử dụng bằng cấp giả để mà tiến thân, để mà thăng chức. Cái chiêu này nó đã có từ lâu rồi. Thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, bắt đầu nó thấy thằng Võ Nguyên Giáp là thằng tướng cầm quần chị em. Tao nói bắt đầu là kêu bằng nó thổi bưng bô lên cao quá, trung thành với nó quá. Bắt đầu nó đi ra ngoài ngoại nó nói, hễ mà đánh thắng một cái trận nào mà bắt sống được ông tướng The Cascari thì đưa thằng Võ Nguyên Giáp lên tướng luôn. Còn ai mà giết chết một ông đại tá của Mỹ là tự động nhảy mẹ lên đại tá của Mỹ. Cho nên ngày xưa mấy thằng mẹ ở ngoài Hà Nội đó, mấy thằng những này đi bộ đội Cụ Hồ, tao nói xung phong vô cứ tìm lính Mỹ giết. Hễ giết chết ông tướng là được lên tướng. Hễ giết chết ông tá là được lên tá. Cho nên cái tiểu sử thằng Võ Nguyên Giáp mà 30 tuổi nó được đeo loan đại tướng là cái ở cái chỗ đó đó. Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi. Cho nên bắt sống được tướng The Cascari thì tự động Hồ Chí Minh nó tuyên bố, nó đưa lên vấn đề là kêu bằng là cho thằng Võ Nguyên Giáp này làm tướng luôn. Cho nên thằng số chột Lê Đức Anh nó khinh bỉ, nó chửi. Nó nói thật ra thằng Võ Nguyên Giáp này chỉ có là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Bởi vì thằng Hồ Chí Minh nó nói là kể như đánh thắng tướng thì tự động phong ở chiến trường lên làm tướng. Hãy mà giết chết một người nào mà cấp bậc tá thì tự động lên cấp bậc tá. Chứ không phải như Việt Nam Cộng Hòa là người ta phải là có chiến công bội tinh, rồi phải có thực hiện, rồi phải biết chỉ đạo những cuộc đánh đồ kia. Không cần. Không cần. Giống như con ngựa Võ Thị Sáu vậy đó. Khùng khùng cầm lũ đạn liễn vô. Mai là liễn lúc đó vô trong chợ chết dân không, cho nên không phong lên. Chứ nếu mà liễn mà chúng chết người nào đó mà làm tướng làm tá, cái tự động phong con ngựa này lên làm tướng liền. Tức là con 14 tuổi khùng cầm lũ đạn liễn cái là lên tướng liền. Giống như là con đĩ, nhưng đây là Thái Ngọc Nhiên bây giờ cũng vậy. Vậy đó. Con này mà ngày xưa đó, mà vấn đề là kêu bằng á là mẹ nó ra mà vấn đề là kêu mà những này là kêu bằng cầm lựu đạn mà liệm vô trong đồn của Mỹ nó cũng dám làm. Chứ không phải giỡn đâu. Một vậy đó. Nha. Thấy anh đắc lo. Trời ơi, mới có 8 giờ thôi là đã hiện hình tới kêu Lisa làm móng đó. Các bạn thấy đông hôm qua làm mệt lắm. Vừa làm rồi vừa về tối lại Lisa nằm xem tin tức, rồi nhận những cái tin tức của các em đưa cho chị. Rồi còn vừa nhận những cú phone của cái lũ chó điên dư luận viên vào để chửi chị. Có nhiều thằng tưởng nó chó điên dư luận viên, ai ngờ đâu toàn là mấy thằng già không, 40-50 tuổi không, gọi Lisa bất lịch sự dễ sợ. Lisa nói hello. Lisa tưởng là người của mình. Lisa nói hello. Nói địt mẹ mày hello gì. Tao đáng ông già mày. Nó nói vậy thì mày nhiêu tuổi vậy. Tao năm nay là gần 60 tuổi thì tao đã từng làm bộ đội Cụ Hồ. Mày chửi Bác Hồ mày chửi gì. Cái con kia. Mày về đây tao moi gan mày. Tao uốn máu mày. Tao nói mày mất nết. Sao mày không lên live stream đi. Mày chửi tao cho mọi người nghe đi. Mày tự nhiên mày gọi điện thoại mày chửi tao làm gì. Hôm qua chửi đào mồ quốc mã hồi mẹ quảng hồn cúp mẹ nó điện thoại. Mày chửi ai, mày chửi tao lộn hồn rồi. Cái lũ cuồng hồ cuồng đảng, cái lũ mà an ninh mạng, cái lũ công an, tụi bay chửi ai chửi tao là tụi bay xấu số rồi. Tụi bay muốn chửi không? Xong chương trình tao cho tao bay gọi chửi. Tao vừa ngồi làm neo tao cho tao bay ngồi chửi. Chửi hồi rồi tao coi tụi bay chửi cỡ nào. Tụi bay chửi lợi tao không? Ngồi đó mày mặt chửi. Răng hô mã tấu. Răng hô gì, răng hô mồm thối, nón cối dép lâu là cái lũ chó đẻ bộ đội Cụ Hồ. Ngoài ra tụi bay chỉ biết chửi thôi, điệt thôi. Tụi bay không biết trình độ của mày.
theo thông tin các báo truyền thông ở Việt Nam, đa số các thằng chó đẻ lãnh đạo ở Việt Nam đều sử dụng bằng giả để được thăng tiến. Đặc biệt là ở tại Thanh Hóa, nơi mà các thằng chủ tịch ủy ban nhân dân và bí thư lãnh đạo mỗi tầng lớp đều mua và sử dụng bằng giả như là cơm bữa. Ngay cả giáo viên trong ngành giáo dục cũng đều sử dụng bằng giả. Từ giáo sư, tiến sĩ cho đến trưởng công an, các tướng tá trong quân đội hay ngay cả thanh tra tỉnh hay các thằng lãnh đạo cấp cao, tất cả đều sử dụng bằng giả để lừa đảo xã hội và lừa đảo người dân nhằm thăng tiến trong guồng máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Cộng. Trường hợp mới nhất là thằng khốn nạn Nguyễn Trọng Điều, phó chánh thanh tra tỉnh Hải Dương, hay là thằng khốn nạn Nguyễn Duy Dơn, chủ tịch ủy ban nhân dân ở Thanh Hóa, bằng cách chỉ là một sự mua bán đổi chác. Vì sự vô đạo đức và dối trá là bản chất cốt lõi của những tên lãnh đạo trong mọi ngành nghề ở chế độ đảng đĩ cộng sản. Bởi vậy, nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một lũ khỉ đột ngu dốt của Đảng Cộng sản đã đưa đất nước mình xuống thành một trong những nước tụt hậu nhất ở thế giới, đứng sau cả Lào và Campuchia. Vậy mà người dân ở Việt Nam vẫn ngậm miệng như hạt thị để cho lũ khỉ đột rừng rú cai trị như những con súc vật. Khổ như vậy đó. Bây giờ Lisa không biết khóc hay là Lisa nên cười. Thật sự là nó như vậy, khốn nạn dữ lắm. Bây giờ không biết khóc hay là biết nên cười. Thằng nào ở Việt Nam đó mà kêu nó giải một cái phương trình bậc nhất có một ẩn số thôi, đố cha nó giải được. Một thằng chủ tịch đó, hoặc là một thằng bí thư, thằng nào mà xây biệt thự đó, giống như là thằng bí thư ở Yên Bái đó, mà đưa nó coi một cái bài, mà vấn đề là cho nó một bài phương trình thôi, một bài phương trình bậc nhất thôi, chứ không phải là phương trình bậc hai nha, chỉ có phương trình bậc nhất một ẩn số, chứ không phải hai ẩn số thôi, đố nó giải được. Hoặc là kêu nó đọc 7 hàng đẳng thức đáng nhớ, đố nó đọc được. Vậy thôi à. Khốn nạn. Thì y chang thằng Hồ Chí Minh thôi. Mẹ nó ra biết mấy chục thứ tiếng, tưởng sao mẹ nó nước ngoài đi ra cầm tờ giấy đọc. Các bạn thấy rõ ràng, mẹ những này là video nó quay đó. Các bạn thấy cầm tờ giấy đọc mà đọc rặn ra y như là người ta ỉa, người ta ỉa vô mặt vậy. Vậy mà nó biết bao nhiêu thứ tiếng đó. Đó, các bạn thấy nó ra, nó ngồi, nó đứng, nó cầm tờ giấy, nó đọc, nó nói chuyện không? Ừ. Bây giờ Lisa cũng biết vậy. Chỉ cần học tiếng hello của các nước thôi là biết rồi. Qua Campuchia thì học được chôi me, chặt cà đuôi cái là được rồi, thiết thêm thứ tiếng rồi. Qua thằng Mễ Tây Cơ học Amigo, Amiga, Aslakasa cái là được rồi. Hả? À. Ủa? Nhảy qua bên Pháp, những này là kêu bằng đó là Owa, Mary, đồ kia, những này là cái Maxi, đồ kia, Bupru, đồ kia là rồi xong. Ừ. Vậy đó. Chạy qua bên Nga, à Fantifafolo, à Laticosa, đồ kia là rồi, được tiếng Nga nữa. Rồi nhảy qua bên Đức Thọ cái, ta nói ba xạo vậy đã được tức tiếng. Rồi cái bắt đầu đảng đỉ nó bơm lên chứ có mẹ gì. Tình hình ở tại Việt Nam càng ngày càng xấu đi. Sáng hôm nay, ngày 15 tây tháng 7 năm 2017, Lisa nhận được một cái bản tin là rất nhiều những cái nhóm anh chị ở quận Thủ Đức đã tổ chức đi bộ vì môi trường ở bờ biển Bình Thuận. Nhưng mà vừa bước ra ngoài đường thì đã bị lũ đầu trâu mặt ngựa công an ở quận 9 đã bắt hết, bỏ lên xe. Hiện tại tất cả những anh chị vẫn còn bị giam giữ ở tại công an quận 9 và chưa biết tình hình ra sao. Đảng Cộng sản nó đang bắt người phản đối để bảo vệ cho các dự án phá hoại môi trường.
của Việt Nam do bàn tay của Tào Cộng đạo diễn ở bên sau. Căn nhà của mình người ta đem đồ độc tới, người ta thải, người ta muốn giết chết môi trường, mà người dân đứng lên phản đối, mà bây giờ lại bị những người thành viên ở trong gia đình bắt đầu là ngăn cản, đánh đập, bắt bớ, thì các bạn thấy có cái nỗi đau nào nỗi đau như vậy không? Có nỗi đau nào như vậy không? Có nỗi đau nào nỗi đau gì vậy? Rất là đau lòng. Trong khi thằng chó đẻ đảng đỉ cộng sản bắt những người mà người ta nhìn ra sự thật, người ta muốn bảo vệ môi trường biển cho đời con đời cháu của người ta, thì tưởng sao ha, có nhận được một cái tin là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tức là thằng khốn nạn Nguyễn Linh Ngọc, đã ăn hối lộ 1.700.000 đô la để cho thằng Tào Cẩm nó đi vào, nó đổ 1.000.000 mét khối bùn thải xuống dưới bờ biển Bình Thuận. Bắt đầu mới xì ra, mà không ai đụng tới thằng con chó đẻ này cả. Đã vậy rồi nó nhận 1.700.000 đồng rồi, rồi nó còn khốn nạn, nó ngụy biện, nó cho là đáy biển ở tại Bình Thuận chỉ có cát chứ không có gì hết. Thì đúng rồi, cá chết mẹ hết trơn rồi, còn con cá con tôm nào đâu, toàn cát không, đúng rồi, còn như bờ biển Việt Nam trong tương lai đẹp đâu còn cá mập nào sống đâu, không có cá tôm mẹ gì hết trơn. Mẹ cứ giật thà hồ xuống dưới, ở dưới đáy biển toàn là cát, thải bùn xuống dưới nó lâu năm lâu ngày thành cát không, xuống dưới đó tắm không có gì hết. Vùng biển Bình Thuận á, nó có một cái rạn san hô và có rất là nhiều những loài cá biển. Nhưng mà bây giờ thằng Tàu Cộng mà nó đổ bùn thải xuống như vậy, nó sẽ làm chết cá và nó làm chết đi một cái rạn san hô ở tại bờ biển Ninh Thuận. Các bạn nên nhớ kỹ rằng cái rạn san hô ở biển Bình Thuận là đẹp nhất và nhiều nhất ở tại Việt Nam. Những con ốc vòi vôi, bởi vì cái biển Bình Thuận ở Mũi Né, ở Hòn Rơm nó rất là đẹp, cho nên nó có những cái rạn san hô ở tại đây. Lisa đã may mắn đã được đi ra ngoài Bình Thuận Phan Thiết để mà ngắm bờ biển ở ngoài Phan Thiết rồi. Lisa cũng lên bãi cát vàng để mà nhìn ngắm được bãi biển. Lisa ra tới Hòn Rơm để mà ngồi đó ăn những con cua hoặc là ăn những cái hải sản là những con ốc vòi vôi. Cho nên Lisa thấy rõ ràng đây là một bờ biển đẹp tuyệt vời. Nhưng mà vào bàn tay của đảng đỉ cộng sản là tiêu tùng. Năm 2005 Lisa ra đó là đã có những chiếc xe mang những cái tên hiệu của thằng Tàu Cộng. Những cái resort đã chuẩn bị xây cất để cho Tàu Cộng qua. Bây giờ chắc là đầy dãy ở ngoài Hòn Rơm, ở ngoài Mũi Né là khách sạn của Tàu Cộng mẹ nó. Lisa trả tiền, nhưng hồi lúc đó nhưng có 200 ngàn hay nhiêu cho một cái anh cano, ảnh chở trên chiếc cano cho Lisa đi ra tới ở ngoài cửa biển. Tức là từ ở trong Hòn Rơm đó chỉ cần lên chiếc cano đó ảnh chạy gần 30 phút ra tới ở ngoài. Ảnh còn tính chạy nữa, Lisa run quá, Lisa nói thôi anh ơi, Lisa không có biết lỗi, lỗi dở lắm, cho nên bây giờ sao nhìn không thấy bờ đâu, trông thấy ghê quá, ra đây nhìn thấy đại dương không, anh có biết đường vào không? Ảnh cười. Anh nói đi nữa, anh nói thôi anh quay đầu vô đi, đi như vậy được rồi. Nói không, để chạy sang đây để coi những cái rạn san hô đẹp lắm nè, người đẹp. Thì sao nói dạ, Vân, em cảm ơn anh nhiều lắm à. Bởi ta nói đúng là những đây là rừng mà, người ta nói đúng mà. Anh chắc là thổ địa ở tại đây cho nên anh biết những nơi danh lam thắng cảnh đẹp như vậy. Thật là một kỷ niệm vô cùng mà vấn đề là quý báu khi mà Lisa được anh là hướng dẫn viên để mà chở Lisa đi như vậy. Mong rằng sẽ có dịp em sẽ trở về đây để mà gặp anh, để mà anh những đây là dẫn em đi khám phá những nơi núi rừng hoặc là những nơi biển cả mênh mông của Bình Thuận này anh nhé. Rồi hai người nói chuyện với nhau giòn giả rồi, sau đó rồi ảnh đưa Lisa đi vào ở trong bờ. Ngồi thì ngồi nói chuyện vậy thôi chứ trái tim nó muốn lọt ra ngoài, bởi vì ảnh chạy lẹ lắm, lên chiếc cano ảnh chạy tuốt băng 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 đi ra ngoài, tao nó nhìn vô không có thấy người nào ở trong bờ biển hết trơn á.
Nhưng mà chắc anh ở Bình Thuận này người ta chỉ là người mà những người là chở đi ra ngoài cho chơi thôi, lấy tiền thôi. Mai à, lúc đó thằng Đảng Đỉ mẹ nó chưa theo dõi Lisa. Lisa cũng trong lòng phập phồng lắm, sợ thằng này cứ nghi nghi hoài à. Tại vì mình phải đề phòng mà, tại vì đang chấp Đảng Đỉ ở trong thành phố Hồ Chó Đẻ mà nó mới bị bắt ở B34 ra, cho nên ra Bình Thuận chơi mình sợ nó ăn công ký với cái thằng này lạng hoạng chở mình ra ngoài biển mà mẹ nó ra thả tao xuống dưới cho cá mập nó ăn tao sao. Cho nên Lisa cũng giả bộ, Lisa lên Lisa ngồi, Lisa giả bộ họ nói chuyện bắt bài ca con cá mà. Nói trời ơi anh chạy xe hay quá, em sợ em run chết đi được vậy đó. Chắc em nhắm mắt lại quá, giả bộ nó nhắm mắt chứ nhí mắt không mà nhìn coi chứ trời ơi, trả tiền đi ra ngoài đi ngắm biển mà làm gì mà nhắm mắt. Rồi cái ảnh khoái chí anh cười nó trời ơi chạy chậm chậm đâu chạy lẹ đâu, mở mắt ra nhìn đi phong cảnh hữu tình lắm. Đây nè ở Hòn Rơm nhìn qua bên kia là lầu của ông Hoàng đó. Cái Lisa mới nói ôi em thích cái bài lầu ông Hoàng đó lắm á. Bắt đầu cũng giả bộ ngồi vẽ giờ bài ca con cá rồi giả bộ nó trời ơi anh ơi sao mà anh có biết đường vào không, em thấy trời ơi sao mà mênh mông biển cả như thế này làm sao biết đường vào, mà em thấy anh không có bản đồ, không có tọa độ, không có la bàn gì hết trơn, hải bàn gì hết trơn, sao anh vào. Nói yên tâm đi, trời ơi anh là thổ địa ở chỗ này mà, chỗ nào mà không biết, người đẹp cứ ngồi yên tâm ngắm nhìn những rạn san hô đi, anh sẽ tìm những cái nơi rất là thanh vắng để cho em coi. Lisa cũng giả bộ nói theo, nói đẹp đẹp vậy chứ đẹp mày á gì, biển có ở bên Mỹ này tao nói cò nó bay ba lả bay la gì chứ ở Việt Nam nhìn thấy có con cò nào nó bắt mẹ nó ăn hết trơn, ở bên Mỹ này tao nói chạy đi chứ đây là còn thấy được con chim được cứ nó làm tổ chứ ở Việt Nam còn con chim nào, tao nói chim non chim già nó đem nó bắn nó chuỗi lông nó ăn sạch sẽ hết trơn, nhưng mà tại vì nhập gia thì phải tùy tục, đáo xứ thì phải tùy thân, giả bộ khen đồ kia nước ta hữu tình được, cái lũ dư luận viên chó điên chắc tưởng sao là Việt Nam đẹp lắm mẹ nó. Đẹp như cái thẹp người ta vậy mà đặt giờ này là tàu nó vô chết mẹ trơn, còn con nào. Lisa đi những cái bãi biển mà ở bên Mỹ này là các bạn biết rồi, những người nào mà đi qua bên Mỹ này mà đi biển là các bạn biết rồi đó, ở bờ biển Tampa thôi con cá nào con cá nấy bằng Lisa vậy nè, con mực nào con mực nấy nó bự như vậy đó. Còn ở Việt Nam mà thấy tàu cá vô tấp nập rồi Lisa tưởng sao hay lắm, đi xà là trả lên đó, trời ơi để em lên em coi coi, trời ơi mấy người đi biển em ham quá, để em lên em coi trời cá nào cá nấy nó bằng thằng Hồ Chí Minh, nó bị lớn vậy cũng bắt nữa nè, ở bên Mỹ đâu cho bắt con cá mà bị lớn vậy. Ở bên Mỹ đó con cá biển đó là phải từ 5 tới 10 kg, phải cá bự mới bắt, cá nhỏ nó có cho bắt. Còn ở Việt Nam nó cào rồi là tao nói thượng vàng hạ cấp là đều những đây là đem vô ăn mẹ hết luôn. Lisa vô rồi thấy mấy cái chị em mà ngồi bán cua biển rồi kia đó, nó mới đưa tàu vô, Lisa cũng ghé vô, Lisa cũng hỏi thăm giòn giả rồi kia vậy. Nó trời ơi, người đẹp quá, tại vì Lisa đi biển mặc bikini mà, đó, người đẹp quá, người đẹp ăn cua không, cua biển nè mới về. Lisa nói dạ. À, nó trời sạch sẽ lắm á, ở Việt Nam biết nó làm gì, nó có để cái ống cho nó cho không khí nó thở đó. Nó vô hỏi với chú 4-5 con cua biển này nhiêu vậy gì á. Cái nó hỏi lấy đi tính giá bình dân thôi, tao nói dạ thôi cho trả đi, tại vì mình mà hỏi ở đâu vậy bỏ bển về hả, tao nói dạ không, cháu ở trong miền Tây từ đó tới giờ nghe nói hòa này đẹp lắm mà chưa có dịp ra, bây giờ ra đây rồi thấy đời sống của người dân chất phát thật thà như thế này, trời ơi cháu thương biết giường nào. Nó trời ơi sao nói chuyện hay vậy, bộ có làm đài truyền hình phóng viên gì không, tao nói dạ không, trời ơi nói tới những cái đài báo của Đăng Đỉ cháu không có làm, chỉ là một người bình thường thôi hà, cho nên đi ra đây để mà vấn đề là vui, hôm nay cô lựa những con cua nào ngon để cho vấn đề là con thưởng thức được món cua mà những đây là kêu bằng là cua biển của Phan Thiết nha, yên tâm để tôi lựa con chắc nịch cho. Bắt đầu lựa ra rồi bắt đầu hỏi chứ nấu luôn không con, tôi nói dạ nấu luôn đi gì, bắt đầu để cho cái lò xo bật lên nó luộc luộc canh me sao đúng rồi, cái đem lên cái bàn đá cho Lisa ngồi ăn, Lisa ngồi ăn cua được kia, ngồi ngắm biển được kia vậy. Còn họ đi lên bãi cát vàng đó trời, mang tiếng đi lên bãi cát vàng chứ lên trển đâu dám chạy vô mấy cái lùm đâu, thấy tao nói trai gái cặp mặt trời vừa sụp kéo nhau vô trong bụi lùm ở trong trống á, lên bãi cát vàng để mà làm tình nó trên trển đó, chắc là hẹn hò với nhau là bởi vì vấn đề là sông nước hữu tình cho nên đẻ con chắc linh lắm nè, toàn là gặp thần linh không à, bởi cho nên nó lớn lên mẹ nó ra nó động tới nó cầm dao nó chém mẹ nó trơn, cho nên những này là Lisa sợ lắm đâu dám vô trống đâu, sợ nó nắm đầu chẳng sao, cho nên giá bộ đứng ngời ngời ngoài thôi nó không dám đi vô đâu. Khổ vậy đó.
Cho nên cái bờ biển ở tại Bình Thuận rất là đẹp. Phải nói là cái biển Bình Thuận ở tại Mũi Né là một cái rạn san hô và rất là nhiều cá tôm. Nhưng mà bây giờ người dân ở tại Bình Thuận, người dân ở tại Phan Thiết đã đổ bùn thải xuống dưới như thế này, làm cho cá chết hàng loạt như thế này, làm cho san hô bị ô nhiễm như thế này, thì thật là rất là đau lòng. Lisa mong rằng tỉnh Bình Thuận, con dân của Bình Thuận ở tại Phan Thiết hãy nên vùng dậy mà phản đối, đừng để cho chết đi cái rạn san hô ở ngoài Bình Thuận. Đặc biệt ở ngoài Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận, bờ biển Phan Thiết và Mũi Né Hòn Rơm rất là đẹp. Trên đường về, Lisa đã tắt vào ở trong cái núi Tà Cú. Và Lisa đã đi lên núi Tà Cú để mà lễ Phật ở trên đó. Lisa đòi đi bộ lên, nhưng mà bạn của Lisa nói thôi, người đẹp mà đi bộ chi đau chân lắm, mắc công mấy cái cây hoa rừng nó đâm chân đẹp, nó đâm chân đau, cho nên lên cáp treo đi có 50.000 thôi à. Lisa nói trời anh ơi, 50.000 em không có tiếc, nhưng mà em sợ lên cáp treo là lỡ mẹ nó có gì nó đứt một cái, nó cháy một cái, mẹ nó em thành heo quay hết rồi. Nó nói bậy nói bạ không mà, trước khi đi linh lắm, đến núi Tà Cú này làm 3 lần vậy thôi. Hỏi làm sao vậy, nó tới đây chỉ cần khấn vái thôi, nói rằng chúng là ông núi bà núi cho tôi đi cho nó an toàn nha, hên xui mai rủi xin keo cái đi hả, đi xin keo đàng hoàng hết trơn là chấp nhận cho đi rồi, tưởng sao lên cáp treo là cái tự nhiên mới đi chân giữa cái nó lò đỡ mẹ bị đứt điện à, nó bị cúp điện là sao nó không chạy lên nữa, nó cứ ở ngoài nó đứng chỗ à. Tôi lơ lơ lửng lửng tôi nhìn tôi coi, tôi nói trời đất quỷ thần ơi, tôi nói mẹ sợ thấy bà nội luôn, nhìn xuống thấy con kỳ đà núi mẹ nó bự bành kilo, tới chồng mà đưa tôi lên tới ở trên đỉnh luôn, lên trên trển rồi bắt đầu tôi đi ra rồi, hỏi giờ thì xuống không, xuống không, nó hồi đi từ từ em phải xuống, em sợ quá à, có cái chiếc nào an toàn mới dám xuống chứ mẹ nó lơ lửng nữa chắc chết mà. Từ đó tới sao giờ kêu tôi đi ra ngoài núi Tà Cú mà kêu đi cắp treo hả, mẹ cho tôi vàng tôi không đi nữa, cho nên tôi bỏ 50.000 tôi đi cho vàng rồi, Lisa cũng không dám đi, nó trời thấy ghê thấy mẹ luôn à. Tự nhiên ba từ chứ bắt đầu bay lên, bay chứ nó giữa không trung, cái chắc là mấy anh ở Việt Nam mà làm cáp treo chắc là muốn hù phụ nữ nè, thấy người ta sợ sợ cái giá bộ cho lên phân nửa cái giá bộ, những này là cái bạn là làm trục tạc kỹ thuật cho khóc mẹ đó, cho nó ở Việt Nam chứ nó thú tính như nó khóa chọc ghẹo như nó vui như ngày tế hội vậy đó. Cho nên nhớ nha, người dân ở tại Bình Thuận phải mạnh mẽ đứng lên, bằng không là sẽ giống như Formosa tiếp tục. Lisa không phải là người Bình Thuận, nhưng mà Lisa rất là yêu mến người Bình Thuận. Bởi vì trên cái đoạn đường mà Lisa đi vào để mà lên núi Tà Cú, thấy người dân người ta chất phát vô cùng, người ta hiền vô cùng. Bởi cho nên cái lũ chó đẻ đảng đỉ nó vào, nó cướp được miền Nam Việt Nam là bởi vì những người dân ở tại Việt Nam, người ta đậm đà bản sắc, người ta chất phát biết giường nào, chỉ biết lo làm ăn không biết làm. Lisa nói thật, không biết cái gì cả, thấy tội nghiệp. Cho nên Lisa gửi tới tất cả những đồng bào ở tại Bình Thuận, đừng có thờ ơ, mà phải nên mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ, còn bằng không nó cứ đổ bùn đổ thải xuống dưới Bình Thuận thì kể như chết cái bờ biển Bình Thuận. Bờ biển mà Mũi Né là một nơi mà sạch sẽ, nhiều rạn san hô đẹp nhất Hòn Rơm Mũi Né trong tương lai sẽ không còn nữa. Ngoài cái việc mà phá hoại môi trường ở biển Bình Thuận như vậy, thằng chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam này nó đã mua chuộc một số thằng Tàu Cộng. Thằng Tàu Cộng đó mua chuộc một số cán bộ Việt Cộng, tiếp tục cho tăng cường thâu tóm đất đai ở Quảng Nam. Cụ thể là có nhiều người Việt Nam đã mua đất ở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, rồi sau đó đã chuyển nhượng lại lô đất này một cách công khai cho người Tàu Cộng đứng tên. Rõ ràng đây là âm mưu thâu tóm đất đai của Việt Nam một cách trá hình. Và chiến lược xâm lăng không một tiếng súng của Tàu Cộng, sau khi người Tàu Cộng đã mua sạch hết đất đai ở vùng Tam Kỳ, ở Quảng Nam này, thì Ủy ban Nhân răng của tỉnh Quảng Nam mới ra công văn để yêu cầu xác minh làm rõ. Bây giờ mày yêu cầu xác minh làm rõ thì giờ mày đưa tiền mày trả lại cho Tàu, tôi mới có tiền đâu nữa trả. Có tiền nó đâu trả. Cho nên
thằng chó đẻ đảng đĩ cộng sản đang bán đất công khai cho thằng Tàu Cộng. Nhưng mà chúng nó vẫn ngụy biện để mà lừa gạt người dân, để mà lừa gạt quốc tế mà thôi. Cho nên rất là đau lòng, đau lòng lắm các bạn à. Nha, rất là đau lòng. Đau lòng, vô cùng đau lòng. Rồi bây giờ cái sóng phát thanh tiếng Tàu Cộng đã tấn công sóng phát thanh ở Đà Nẵng. Tức là thằng Tàu Cộng bây giờ nó tấn công luôn, bắt đầu nó phát bằng tiếng Tàu Cộng ở tại Đà Nẵng. Ta nói nó vui như vậy đó. Thằng Tàu Cộng còn tiếp tục mua chuộc và cài người vào bộ máy chính trị của thằng đó chó đẻ đang đi. Cho nên mới đây phó chủ tịch ủy ban tỉnh Quảng Ninh, tức là thằng chó đẻ, con chó đẻ Võ Thị Thu Thủy, đã tuyên bố là ủng hộ Tàu Cộng chiếm Biển Đông của Việt Nam. Các bạn thấy khốn nạn hay không? Người của cộng sản mà nó tuyên bố như vậy. Một cái bản tin nữa mà Lisa muốn cho mọi người biết, tức là bộ đội biên phòng của thằng đảng đị nó đã được sáp nhập vào lực lượng công an biên phòng của thằng Tàu Cộng rồi. Cho nên phía biên phòng Việt Nam đã ký hiệp định sáp nhập và bàn giao với Tàu Cộng. Hiệp định này có quy định là biên phòng Việt Nam phải mặc cùng quân phục với công an biên phòng của Tàu Cộng và nghe theo lệnh của Tàu Cộng, và tất cả vũ khí trang bị của biên phòng Việt Nam đều do phía Tàu Cộng kiểm soát. Chỉ huy lực lượng biên phòng của Việt Nam cũng là người Tàu Cộng. Như vậy thì quân đội Việt Nam đang sáp nhập từng bước một vào quân đội của Tàu Cộng theo đúng quy trình. Lực lượng biên phòng sẽ sáp nhập trước, rồi các lực lượng quân đội khác biên giới Việt Nam cũng sẽ bàn giao và sáp nhập vào biên giới của Tàu Cộng. Các bạn thấy khốn nạn. Rất là khốn nạn. Con chó Nguyễn Thị Hà, chi cục trưởng chi cục kiểm dịch vùng 7 Lạng Sơn, đã tuyên bố 100% trái cây Tàu Cộng nhập qua Việt Nam đều có kiểm dịch an toàn. Cho nên người dân Việt Nam cứ tha hồ mà đi ăn. Khốn nạn không? Con Nguyễn Thị Hà, mày kêu gái mẹ mày ăn đi, mày kêu dòng họ mày ăn đi con ngựa. Tờ báo Lao Động đăng tin 100% hoa quả của Trung Quốc đã được kiểm dịch, tại sao dân không dám ăn? Tức là con ngựa này nó lên nó bưng bô nó kêu ăn đi, ăn đi. Khốn nạn như vậy đó. Chị ơi, chị giúp em nha, chị gửi ảnh của ông này. Ông này đã bị thất lạc, nhờ tới công an nó làm thinh, hổm rài không biết. Chị ơi, bố của thằng bạn em sống ở Vũng Tàu, ông bị mất trí nhớ và mất tích ngày 30 đến giờ, gia đình vẫn chưa tìm thấy. Chị giúp tìm ông ấy được không chị? Nhờ bọn công an chính quyền chẳng tác dụng gì. Thì người nào mà nhìn thấy cái mặt của ông này thì các bạn liên hệ với gia đình để người ta hậu tạ tội nghiệp người ta. Đó, ở Việt Nam ăn đồ độc của thằng Tàu rồi bây giờ nó vậy đó. Nó tìm người lạc. Cho nên các bạn những này là thấy được cái ông này thì hãy nên những này là kêu bằng là giúp đỡ cho người ta để gia đình hậu tạ nha. Số điện thoại là 01677255599 nha. Chị Lisa ơi, chị nói cho mọi người dân Việt Nam biết chị. Em là một cán bộ ủy ban, đợt này bị chậm lương rồi nha chị. À, nó không có còn tiền nó trả nữa rồi hả? Ờ, vui vậy. À, vui rồi đó. Ồ, các bạn chuẩn bị nha. Cán bộ của ủy ban, tất cả cán bộ của ủy ban bắt đầu là lương, bắt đầu không có trả, bắt đầu là thiếu chịu, cho đảng thiếu đi. Có triển vọng rồi đó. Chị Lisa ơi, em đọc tài liệu và chị xác nhận coi đúng không? Sau khi Bắc Nam là một, chị gái của Nguyễn Ái Quốc, tức là thằng Hồ Chí Minh, đi ra thăm em, tức là chị của thằng Hồ Chí Minh ra thăm, nhưng chắc vì sợ lộ diện giả mạo nên bà không được vào gặp thằng Hồ Chí Minh, với lý do là thằng Hồ Chí Minh bận công việc. Với những người ruột thịt thì dù bận cũng phải gặp, bao năm xa cách. Chứ tại sao mà thằng chó đẻ Hồ Chí Minh nó lại không gặp chị nó? Vậy nó là hàng giả hả chị?
nó luôn cho người khác như vậy. Vô lý vô cùng chị ơi. Sau khi giành được chính quyền, chị của Nguyễn Ái Quốc đến thăm em. Khi đến phủ chủ tịch thì bà đã bị từ chối không gặp vì lý do Hồ Chí Minh bận công việc. Đây là sợ bị phát hiện giả mạo nên mới nói là bận, chứ tình cảm chị em ai cũng biết phải gặp chứ. Phải vậy mà thằng chó đeo Hồ Chí Minh không gặp chị ruột của mình, để cho bà phải đi về để mà bà khóc nức nở. Thì là giả rồi còn mẹ gì. Em khỏi hỏi chị kiểm chứng với em, chị trả lời 100% là thằng chó đeo Hồ Chí Minh thật nó đã chết ở nhà tù Hồng Kông rồi. Thằng Hồ Chí Quang, tức là thằng Hồ Chí Minh bây giờ là thằng giả. Chỉ vậy thôi. Thằng mà làm cải cách ruộng đất, thằng mà nó cho người dưới đây là kêu bằng là giết để mà đi, dưới đây là kêu bằng nó là mẹ, dưới đây là kêu bằng chống Mỹ cứu nước, nướng 2 triệu người dân ở miền Bắc, là thằng Hồ Quang của Tàu. Còn thằng Hồ Chí Minh thật là đi vào bếp nhà rầm tìm đường cứu nước là chết mẹ bên Hồng Kông năm 1932. Chết mẹ nó rồi. Bị lao chết. Chỉ vậy thôi, em phải nên nhớ như vậy. Thằng Hồ Chí Minh thật nó đã chết bên Hồng Kông. Nó cài thằng Hồ Chí Minh giả đi qua Việt Nam từ sau năm 1932. Bắt đầu nó cài một thằng Hồ Chí Minh giả đi qua để mà năm 45 vào Việt Nam để đứng đọc cái bản tuyên ngôn ở quảng trường Ba Đình, để mà bắt đầu thi hành những cái vụ cải cách ruộng đất dài cho tới năm 69 nó chết con đĩ mẹ nó. Vậy thôi. Thôi, chương trình thì cũng đã hết giờ. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dương Trí vào ngày mai. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.